Hello, hello, thầy Hiếu chào các bạn học sinh. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với chúng ta một cái nội dung đó là hôm nay thầy sẽ chữa cho chúng ta đề thi vào lớp 6 trường Trung học cơ sở Thanh Xuân năm học vừa rồi, tức là năm học 2024-2025. Yeah, chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề này xem nào để có khó không, uh, có hay không, có nhiều bài thú vị hay không. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thầy sẽ ghi ở đây đề thi vào lớp 6 cho cơ sở thanh xuân rồi bây giờ chúng ta có đề thi này đề thi chúng ta ở đây thầy đã sưu tầm lại và có rất nhiều bài rất là thú vị bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đề bài số 1 như sau chúng ta có bài số 1 là tìm x là số tự nhiên lớn nhất sao cho 15,25 nhỏ hơn x và nhỏ hơn 18,35. Thế thì chúng ta thấy rằng là x là số tự nhiên các em phải lưu ý cho thầy đó là số lớn nhất. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây lớn nhất mà nhỏ hơn 18,35 thì chúng ta thấy là x lớn nhất là x sẽ bằng 18 và chúng ta lựa chọn phương án D. Bài số 1 chúng ta đã xong. Bài số 2 Chúng ta hãy điền vào chỗ chấm 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 như sau. Ở đây chúng ta có là 50cm vuông nhân với 8 cộng với 6dm vuông. Thì trước hết là 50cm vuông nhân với 8 chúng ta sẽ được là 400cm vuông. À, 400cm vuông chúng ta sẽ đổi thành 4dm vuông. Và lúc này chúng ta có 4dm vuông cộng với 6dm vuông chúng ta sẽ được kết quả là 10 dm vuông. Chúng ta điền vào đây là 10. Tiếp theo, chúng ta có bài số 3. Bài 3 như sau, người ta cho chúng ta đó là phép chia 4,8 chia cho 3,5 thì có thương là một số thập phân có hai chữ số sau dấu phẩy. Hỏi số dư của phép chia đó bằng bao nhiêu? Thế thì bây giờ chúng ta thực hiện phép chia thôi. Chúng ta lấy 4,8 chia cho 3,5. À, chúng ta được kết quả là 1. 1 x 3,5 chúng ta sẽ được kết quả là 3,5 trừ đi chúng ta còn là 1,3. Bây giờ chúng ta sẽ đặt dấu phẩy ở đây. Chúng ta lấy 1,3 chia 3,5 không được chúng ta lấy 13. Ở đây à, chúng ta có 13. Bỏ dấu phẩy này đi. Chúng ta được là 13 hay là... Uh, hoặc là thế Hoặc là các bạn có thể làm theo cách Là gì nhỉ Chúng ta làm theo cách là chúng ta lấy 48 Chia cho 35 nhá Chúng ta được là một Đây là 13 130 chia 35 chúng ta được là 3 3 nhân này là 105 105 trừ đi uh, Chúng ta được là 25 Đúng không Chúng ta có uh, 250 chia cái này Chúng ta được 7 không 7 uh, uh, chúng ta được 7 7 5 3 um, 5 3 5 7 5 3 5 3 5 với 7 3 2 1 như vậy là 245 245 thì chúng ta còn là dư 5 ở đây chúng ta đã được hai chữ số đằng sau dấu phẩy rồi đúng không thì tuy nhiên là chúng ta chú ý ở đây không phải là dư năm đâu nhá chúng ta phải hết sức cẩn thận chỗ này Ờ, chỗ này thì chúng ta như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là 48 thì bằng 35 nhân với 1,37 cộng với bao nhiêu chúng ta phải lưu ý cái số 5 ở đây là chúng ta đã thêm hai chữ số 0 đằng sau rồi Vậy thì thực ra là nó là 0,05 hoặc là chúng ta có ở đây là 4,8= 3,5 nhân với 1,37 cộng 0,005 đúng không? À, thì đáp số của chúng ta đó là phương án gì nhỉ? đáp số của chúng ta sẽ là phương án A. Chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta có đáp án ở đây là phương án A 0,005. À, chúng ta, các bạn có thể kiểm tra lại bằng cách là chúng ta lấy uh, 3,5 nhân với 1,37 sau đó chúng ta cộng với 0,005 đây thầy có thể đấy nhá Đây là 5 này 35 như 3 này 3721 21 3 ba là 24 này đây là 51 này đây là 35 như vậy cộng cái này lại chúng ta sẽ được là 4795 nhưng mà chúng ta sẽ có 3 anh ở đằng sau dấu phẩy 4,795 bây giờ thầy cộng với 0,005 thì nó vừa vặn bằng 4,8. Thấy chưa? Ok, như vậy là xong. Bài này rất nhiều bạn sẽ loay hoay, chúng ta phải hết sức cẩn thận cái bài này không là chúng ta bị uh, bị sai, chúng ta bị mất điểm là rất là đáng tiếc nhá. Bài số 4 nào. Rồi, bây giờ thầy có bài số 4 như sau. Tìm m biết rằng là m ở đây sẽ bằng 0,36 0,36 à uh, m 0.36 chia cho 0.25 đấy chia 0.5. Như vậy thầy sẽ đổi cái chia 0.25 ấy thầy sẽ đổi cho nó thành là nhân với chia 0.25 chính là chia 1/4 hay chính là nhân với 4. 0.36 4. Thế còn cái 36% này nó cũng chính là 0.36 chia 0.5 chính là nhân 2. Thế còn ở đây thầy ghép cái 2 với cái 0.18 này thì nó cũng thành 0.36 nhân 4 rồi các bạn sẽ có là cái này bằng 0,36 nhân với mở ngoặc ở đây thầy có 4 cộng 2 cộng 4 là bằng 10 như vậy chúng ta sẽ được là bằng 3,6 đáp số bài toán này là bằng 3,6 Bây giờ chúng ta tiếp tục với bài số 5 bài số 5 như sau lợ tổ 1 một của một tốt thợ có 5 người thợ làm việc trong 3 ngày thì được 180m bây giờ thầy sẽ tóm tắt 5 người làm trong thời gian 3 ngày thì chúng ta được là 180m rồi tổ 2 của tốt thợ đó có 7 người 7 người uh, trong 2 ngày Bây giờ câu chuyện của chúng ta là chúng ta sẽ phải tìm xem nào là với 7 người làm trong 2 ngày thì được bao nhiêu bao nhiêu mét nhá Bây giờ chúng ta sẽ thấy như sau. Đây là bài toán tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch. Chúng ta thấy rằng là nếu mà càng đông người thì số mét vải làm được càng nhiều. Càng làm nhiều ngày số mét vải càng được nhiều. Vậy chúng ta sẽ thấy như sau, chúng ta có là 180 nhân này, số người là bằng gấp lên 7 phần 5 như vậy, số mét vải sẽ gấp lên 7,5. Tuy nhiên, chúng ta có số ngày chỉ làm bằng 2 phần 3 thôi, vậy chúng ta nhân với 2 phần 3. Chúng ta có 180 chia cho 5 chia cho 3 chính là 180 chia 15 là bằng 12, 12 nhân với 14 là bằng 168 như vậy, chúng ta có đáp số là 168 mét vải. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục với bài số 6. Bài số 6, tổng của hai số lẻ là 504. Biết giữa hai số đó có 10 số lẻ khác. Như vậy các bạn lưu ý, thầy giả sử đây là hai số lẻ. Và ở giữa hai số lẻ này nó có đến 10 số lẻ khác. Đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng tổng cộng của chúng ta là có 12 số lẻ. Và giữa 12 số lẻ này, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có 11 khoảng. Mỗi một khoảng là bằng 2. Vậy, chúng ta sẽ thấy như sau đó là hiệu của 10 à hiệu của hai số lẻ này là bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 2 nhân với 11 và chúng ta được kết quả là 22. Như vậy tổng là 504 và hiệu là 22. Vậy chúng ta sẽ chuyển cái bài toán này trở thành bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu. Chúng ta sẽ có số bé là Chúng ta sẽ lấy 504 trừ đi 22 tất cả chia cho 2. Cái này chúng ta sẽ được là 482 chia cho 2 và chúng ta sẽ được là 241. Như vậy là số bé là 241. Thế còn số lớn sẽ là chúng ta lấy 241 cộng với 22 chúng ta được là 263. Tất nhiên ở đây đề bài chỉ cần hỏi số bé nên là chúng ta sẽ uh, chọn án B. Thì cái bài này ấy, thầy thấy rằng là chúng ta còn có thể có một cái cách nữa đó là chúng ta lắp luôn cái số bé vào chúng ta tìm số lớn sau đó chúng ta liệt kê xem nào giữa số bé và số lớn nó có 10 số lẻ khác hay không thì đây là cái cách mà để một số bạn không biết cách làm nhưng mà chúng ta cũng có thể là kiếm được điểm từ cái bài toán này đúng không nào rất thú vị như vậy là thầy đã bày cho các bạn cái cách là chúng ta có thể kiếm điểm với bài toán này mặc dù là không biết làm tuy nhiên đấy là cái hạn chế của của thi trắc nghiệm thôi rồi bài này chúng ta có tính diện tích của phần tô đậm bài số 7 thầy đánh giá cái bài 7 này cũng là một bài khá là khó đấy. Bài 7 nhá. Đây là một cái bài cũng khá là khó. Tính diện tích, chúng ta thấy là hình vuông này cạnh là 6. Vậy các bạn sẽ để ý như sau, chúng ta có đây là một nửa đường tròn có đường kính là 6. Đây là một nửa đường tròn cũng có đường kính là 6, còn đây là một phần tư đường tròn. Như vậy là cái phần tô đậm này chúng ta phải tính như thế nào? À, trước hết là các bạn à, chúng ta lưu ý là chúng ta có thể tính được cái phần này bằng cách nào hay không tính cái phần này chúng ta có thể tính cái này gọi cái này là phần 1 đây là phần 2 thế thì chúng ta sẽ thấy là cái phần 2 này này nó sẽ bằng diện tích của 1 phần 4 hình tròn trừ đi cái phần 3 à, uh, phần 1 và phần 4 đúng không 3 cộng 1 cộng 4 thế còn phần 1 thì nó lại bằng tổng hai cái 1 phần 2 hình tròn rồi trừ đi à, uh, phần 3 phần 4 tuy nhiên Thầy nghĩ đến cái việc như sau, các bạn nhìn nhá, thầy nghĩ đến cái việc như sau. Thầy sẽ có một cách đó là thầy đem thầy kẻ một cái đường như thế này. Thầy kẻ một cái đường như thế này. À thế thì lúc này rất thú vị rồi. Rất thú vị. Đó là gì? Đó là chúng ta thấy là gì đây? Chúng ta thấy nhá các bạn nhìn nhá, chúng ta sẽ thấy là à cái miếng này này. Đó, chúng ta sẽ nhấc chúng ta đặt vào đây. Thế còn cái miếng này chúng ta nhắc chúng ta đặt vào đây đối với các em học sinh lớp 5 mà chúng ta ôn thi vào các trường cấp 2 thì đây cũng cái cái phương pháp mà xét một nửa cái lá cái hình uh, như này thì chúng ta hình dung như là chúng ta tưởng tượng thì đây này với cái hình một phần vẽ bằng 1 phần tư hình tròn sau đó cắt như này à, thì đây là một nửa cái lá thì đây là một cái đơn vị nhỏ và nó rất là cơ bản trong những cái bài hình liên quan đến hình tròn Thế thì khi mà thầy ghép vào đây đấy thì bản chất là chúng ta đã được nhận được một cái lá to, một nửa cái lá to. Thế thì diện tích của cái vùng xám chính là một nửa cái lá to. Nó sẽ bằng 1 phần tư diện tích hình tròn. Đấy, diện tích hình tròn bán kính là 6. Trừ đi diện tích của cái tam giác này. Diện tích của cái tam giác vuông cân này. Đúng không? Và bây giờ thầy sẽ thay số liệu nhá các bạn nhá 1 phần 4 nhân với 3,14 nhân 6 nhân 6. Trừ đi diện tích của tam giác này sẽ là 1 phần 2 nhân 6 nhân 6. Bây giờ các bạn sẽ có là cái này sẽ bằng 3,14 nhân 6 nhân 6 chia 4 chính là nhân 9. Trừ đi 18. Bây giờ các bạn nhân nào. Cái này bằng 6 này. Uh, à, 9 1 là 9 nhớ 3 là 2. Nhớ 1. 9327 28,26 trừ đi 18 và chúng ta được kết quả là 10,26 đơn vị là cm vuông. Rồi, ok. Bây giờ thầy sẽ thử kiểm tra xem nào là liệu uh, cái đáp số thầy chữa với cái đáp số lúc mà thầy thầy làm nó có chính xác không. Đấy, 10,26 thầy sợ rằng là trong quá trình chữa cho các bạn ấy thầy lại nhầm lẫn gì đó dẫn đến là thầy làm sai. Bây giờ nhiều khi là nhiều tuổi rồi dễ bị nhầm lẫn lắm nên là phải hết sức cẩn thận bây giờ chúng ta có bài số 8 cùng cộng vào cả tử số và mẫu số của cái phân số 57 phần 165 này một số tự nhiên để bằng 2 phần 5 tìm số đó các em lưu ý cho thầy đối với cái bài toán này chúng ta thấy là cùng cộng thì khi mà chúng ta cùng cộng vào thì cái gì không đổi cùng cộng thì chúng ta sẽ thấy là hiệu không đổi Đúng không? Hiệu không đổi. Và chúng ta sẽ có hiệu bằng 165 trừ đi 57. Chúng ta được kết quả là bằng 108. Vậy thì sau đó cái số này là 2 phần 5 thì chúng ta sẽ tính được tử số mới. À, hiệu là 108 chia cho 5 trừ 2 chính là chia cho 3 bằng 36. Nhân với 2 chúng ta có tử số mới là 72. Vậy thì chúng ta đã cộng vào bao nhiêu đơn vị đây? Chúng ta thấy là chúng ta đã phải cộng thêm là 72 trừ đi 57 và chúng ta được là 15 đơn vị hay là cái số cần tìm đó là số 15. Ok. Bây giờ chúng ta đến với bài số 9 nào. Bài số 9 à một bài toán liên quan đến tỷ số phần trăm. Nhá. Yeah. Thầy khuyến khích là các bạn nên tự làm đề trước khi theo dõi thầy chữa. Thì thế thì phải có như thế thì nó mới hiệu quả chứ còn nếu mà chúng ta bụp cái chúng ta nghe thầy chữa luôn thì nó sẽ không hiệu quả đâu. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có bài số 9 như sau. Nhân dịp quốc tế thiếu nhi cửa hàng giảm giá chiếc xe đạp 10% so với giá niêm yết. Giá niêm yết là gì? Giá niêm yết là cái giá mà người ta dán lên trên cái bảng giá đó. Ví dụ chúng ta vào trong một cái siêu thị chúng ta nhìn thấy cái xe đạp nó ghi là Uh, 10 triệu, sau đó người ta ghi là sale off 10%, tức là giảm giá 10%, thì có nghĩa là cái giá mà chúng ta mua nó sẽ được giảm 10% so với cái giá 10 triệu mà người ta ghi. Tuy nhiên, cửa hàng vẫn lãi 8%, vậy uh, nếu không giảm thì cửa hàng lãi bao nhiêu? Đây là một bài toán khá là khó, tuy nhiên là nếu như những bạn mà ôn thi vào cấp 2 chất lượng cao ấy, thì lại thấy rằng bài này rất là quen thuộc nhé. Yeah. Những bạn nào mà ôn uh, thi, uh, quen ôn thi thì gặp cái bài này chắc là ai cũng đã từng gặp những bài này rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là khi mà cửa hàng giảm giá 10%, thì uh, giá bán mới sẽ bằng là bao nhiêu? Giá bán mới nó sẽ chỉ còn bằng là 100%. Đây là giá niêm yết trừ đi 10% và nó sẽ chỉ còn là bằng 90% giá định bán, giá định bán chính là giá niêm yết. Đúng không? Và với giá này do là lãi 8% như vậy số tiền thu được số tiền thu được so với gì nhỉ? So với vốn. Nó sẽ là 100% cộng với 8% và chúng ta sẽ được là 108 phần trăm vốn và bây giờ chúng ta sẽ phải có cái điều này chúng ta có là gì đây chúng ta sẽ có đó là 90% phần trăm giá định bán 90 của cái giá niết ấy giá định bán thì nó sẽ bằng với 108 phần trăm của vốn như vậy chúng ta sẽ suy ra được là giá định bán giá định bán nó sẽ bằng so với vốn nó sẽ là bằng 108% chia cho 90% và cái này nó bằng 120% của vốn như vậy là nếu không giảm thì cửa hàng sẽ lãi bao nhiêu nếu không giảm giá thì cửa hàng sẽ lãi. À chúng ta lấy 120%. Chúng ta trừ đi 100% và chúng ta sẽ thấy là lãi 20%. Ok chưa? Đáp số bài số 9 là 20%. À, bây giờ chúng ta có bài số 10. Bài số 10 là một bài toán về Uh, đây chúng ta sẽ có bài toán liên quan đến diện tích hình thang bây giờ thầy sẽ phải uh, vẽ và cả hình vào đây cho các bạn rồi biết rằng AB bằng 3 phần tư CD đồng thời chúng ta có là gì đây chúng ta có là diện tích của AOB là 3,6 cm vuông hãy tính diện tích hình thang ABCD AB là bằng 3 phần tư CD và diện tích AOB là bằng bao nhiêu? AOB là bằng 3,6 thì khi học về hình thang, các bạn có một cái tính chất như sau, đó là chúng ta luôn có được là AB trên CD, à, cái tính chất này thực ra đến lớp 8 một số bạn cấp 2 cũng xem thì vào đây là chính là định vị talet, tuy nhiên là lớp 5 các bạn đã chứng minh được cái tính chất này rồi, nhá lớp 5 là các bạn đã chứng minh được cái tính chất này, thì cái phần chứng minh đó thì uh, các bạn có thể xem thêm ở trên website mathx.vn hoặc là thầy cô ôn thi cho chúng ta cũng đã chứng minh rồi hoặc không thì chúng ta coi như đấy là một bài tập để chúng ta luyện tập uh, chúng ta có thể xem ở trong cái phần uh, bài giải chi tiết bằng text mà thầy đăng ở trên mathx còn ở đây thì thầy sẽ chữa bằng hình thức trắc nghiệm nên là thầy chữa rất là nhanh chúng ta luôn luôn có cái tỷ số này AB trên CD bằng OA trên OC bằng OB trên OD và nó sẽ bằng 3 phần 4. Do đó chúng ta sẽ thấy như sau. Diện tích cái này là 3,6 thì diện tích cái anh OBC này nó sẽ là 3,6 chia 3 nhân 2 nó sẽ là 4,8. Chúng ta có diện tích của OBC thì luôn luôn bằng diện tích của OAD. Cái này cũng là một tính chất của hình thang. Như vậy này cũng là 4,8 và chúng ta có 4,8 trên diện tích COD này cũng bằng 3 phần 4 Đấy, cái này chia 3 là bằng 1,6 x 4 chúng ta được là 6,4 vậy diện tích hình thang ABCD sẽ là 3,6 cộng 4,8 cộng 4,8 cộng 6,4 đây là 10 nó kia là 19,6 đơn vị là cm vuông đó ở đây thì thầy đã có lời giải chi tiết này Đấy, dựa vào tỷ số chiều cao, tỷ số cạnh đáy, các kiểu. Được, rồi, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 11 nha. Chúng ta có bài số 11. Các bao gạo à, lần lượt là 40kg, 44kg, 25kg, 60kg và 48kg. Sau khi bán đi một bao gạo nếp thì tổng số gạo tẻ gấp 3 lần tổng số gạo nếp như vậy là lúc sau sau khi bán sau khi bán thì nếu như chúng ta có gạo nếp là một phần thì chúng ta sẽ có gạo tẻ sẽ là mấy phần là mấy là ba vậy tổng cộng lúc này là tổng sẽ chia hết cho bốn nó là bốn phần vậy bây giờ thầy sẽ thấy như sau lúc đầu là tổng của nó là 40 cộng 44 cộng 25 cộng 60 cộng 48 thầy thử tính xem là lúc đầu cái tổng này nó bằng bao nhiêu ở đây thầy có là 40 cộng 60 là 100 này 48 cộng 44 là một là 92 như vậy 192 cộng với 8 là bằng 200 cộng với 17 chúng ta được là 217 được chưa ờ, Như vậy là 217 Thế thì bây giờ mình sau khi mình bán đi Một bao gạo thì còn lại là Phải là một số chia cho bốn Vậy chúng ta suy ra là đã bán Đã bán cái bao 25kg này Cái này là chia bốn Dư một vậy thì chỉ có anh này Chia bốn dư một thôi đúng không Nên là chúng ta đã bán 25kg Để Còn là 217 trừ đi 25 là bằng 192 và 192 thì chia hết cho 4. Vậy lúc này bán đi một bao gạo nếp và gạo nếp lúc này là 25 và còn lại là bao nhiêu? Còn lại là chúng ta sẽ lấy 192 chia cho 3 cộng 1 nhân 1 và 192 chia cho 4 thì nó sẽ bằng 48. Rồi 48 kg gạo nếp. Bây giờ chúng ta muốn tính số kg gạo nếp ban đầu, chúng ta sẽ lấy 48 cộng với 25, kết quả là bằng 73 kg. Bài này khá là lắt léo và các em phải hết sức cẩn thận đọc kỹ cái câu hỏi của người ta. Nếu không là mình sẽ mất điểm, mình sẽ trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi và mình sẽ bị trừ điểm cái bài này. Bây giờ thầy sẽ chữa tiếp bài số 12. Đây, bài số 12 trên chỗ cơ sở Thanh Xuân tổ chức đi dã ngoại và có 454 học sinh đi. Nhà trường đã thuê 14 xe, có hai loại xe đó là loại xe chở 29 bạn và loại xe chở 35 bạn. Chúng ta đọc đề chúng ta sẽ thấy đây là một bài toán liên quan đến phương pháp giả thiết tạo. Nếu như thầy giả sử cả 14 xe này đều chở được 35 bạn thì lúc này số học sinh sẽ là 35 x 14. 350 cộng với 140 là bằng 490 em. Tuy nhiên là bị thừa ra 490 thực tế thì chỉ chở được 454, tức là thừa ra đến 36 em. Và khi chúng ta thay một xe 35 chỗ bằng một xe 29 chỗ thì nó sẽ giảm đi đó là 6 em. Và như vậy là chúng ta sẽ thay 6 lần. Thay 6 lần hay là chúng ta sẽ được là 6 xe 29 chỗ và xe chở 35 bạn sẽ là 14 trừ đi 6 là bằng 8 xe 35 chỗ. Như vậy đáp số bài toán này đó là 8 xe. Rồi, ok, một bài toán liên quan đến giả thiết tạm cũng không khó đúng không? Tiếp theo, bài này là bài rất hay, bài số 13. Bài số 13 là một bài liên quan đến hình lập phương. Rất là hay luôn. Các bạn nghe thầy đọc đề nhé, nhiều bạn sẽ bị nhầm lẫn cái bài này. Thả một viên sắt hình lập phương cạnh 10cm vào bể nước thì nước dâng lên ngang cạnh trên của viên sắt. Có nghĩa là viên sắt lúc này đã chìm hoàn toàn ở trong nước và thể tích của viên sắt nó sẽ chiếm thể tích của nước. Vậy thể tích của cái viên sắt hình lập phương đó là 10 x 10 x 10, chúng ta được là 1000cm khối. Ờ... À, còn thả viên sắt cạnh hình lập phương cạnh 20 cm vào thì mực nước lúc này chỉ cao đến là gì đâu? Cao đến mức 12 cm. Tức là cái thể tích chiếm chỗ của hình lập phương lúc sau này này. Nó nước nó chỉ dâng đến đây thôi. Dâng đến 12. Vậy cái phần thể tích chiếm chỗ của anh lúc sau này nó sẽ chỉ là 20 nhân 20 và nhân với 12. Chúng ta được là bao nhiêu đây? 20 x 2 là 4800 cm khối. Rồi. Bây giờ tính diện tích của đáy bể. Thế thì các bạn sẽ thấy như sau. Chúng ta sẽ thấy nhá là cái thể tích đây là V1, thể tích V2 cái này hơi khó hiểu, à, hơi khó tưởng tượng nhưng mà chúng ta hãy cố gắng này. Bây giờ khi mà chúng ta lấy cái V1 cộng với thể tích nước có sẵn thì nó sẽ cao được là 10 cm. Thế còn lấy cái V2 cũng cộng với thể tích nước có sẵn thì nó làm cho mực nước cao lên là 12 cm. Đúng không nào? Đó, cái thể tích V2 ở đây rất nhiều bạn nhầm cái chỗ V2 này là các bạn lấy luôn là 20 x 20 x 20 thì đó là một cái sai lầm thường gặp và thầy đánh giá đây là một bài phân loại học sinh, đây là một bài khó. Bạn nào hiểu bản chất của vấn đề thì bạn sẽ làm được, còn bạn nào không hiểu là máy móc thì bạn ấy sẽ làm sai. Bây giờ cái tranh nhau về thể tích của cái viên sắt chiếm chỗ trong nước lúc này nó chênh nhau. Nó chênh nhau là Uh, thể tích nước là không đổi, còn thể tích sắt thì nó tranh nhau là 4 8 trừ đi 1.000 là nó bằng 3.800, đúng không? 3.800 cm khối. Và nó làm dẫn đến tranh nhau chiều cao ở đây là 12 trừ đi 10 là bằng 2 cm. Như vậy, cái diện tích đáy của chúng ta sẽ bằng là gì đây? Diện tích đáy bể. Đấy. Chúng ta sẽ thấy rằng là diện tích đáy bể nó sẽ bằng là 3 ,008 chia cho 2 và chúng ta được là 1900cm vuông đó như vậy là bản chất của bài toán này khá là thú vị và rất nhiều bạn sẽ làm sai cái bài toán này bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài số 14 Bài số 14 là một bài về quy luật dãy số. Trong đề của trường Thanh Xuân thì rất hay có những cái bài dãy số như này. Và trên mắt x thì thầy cũng có làm cho chúng ta một cái Uh, à, đây, chúng ta có một cái 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 uh, các bạn có thể vào mathx.vn các bạn xem là đây này thầy có cái mục ôn thi ở lớp 6 này, một số bài toán dãy số quy luật để thi vào Thanh Xuân, thầy có video chữa đề luôn. Đó, năm 2019, 2020 có một bài, 223, 224, 2023, 2024 có một bài dãy số và 2024, 2025 lại có một bài dãy số kiểu như thế này nữa thì thầy cũng có cho thêm một số bài tương tự để các em là rất là thú vị đúng không nào? Bây giờ cái bài này thì dãy số này như thế nào? Chúng ta thấy rằng là 1 1/8, bây giờ mình quan tâm cái mẫu 8 này. 8. 1 1/15, như vậy mình quan tâm cái mẫu 15. 1 1/24, chúng ta sẽ phải quan tâm cái mẫu 24. Thế thì chúng ta sẽ thấy là cái số 8 này nó tách được thành 2 x 4. Số 15 này nó tách được thành 3 x 5. Số 24 này tách thành 4 x 6. U đến đây chúng ta sẽ thấy số thứ 48. Số thứ 48 theo cái quy luật này. Số thứ nhất là 2, số thứ hai là 3, số thứ ba là 4 như vậy số thứ 48 nó sẽ là 49 nhân với 51. Chúng ta được là 2499. À, vậy thì lúc này chúng ta sẽ thấy là cái phân số thứ 48 phân số thứ 48 nó sẽ bằng là 1 1 phần 2 4 9 9 và chúng ta lựa chọn phương án C rồi chúng ta đã xong đến bài số 14 bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 15 bài số 15 là một bài tự luận nhá bài tự luận này cũng là một bài thầy đánh giá là cũng là một bài khó mặc dù là nó không phải là dạng lạng nhưng mà nó khó nếu như bạn nào chưa được luyện hoặc là không đủ thông minh thì chúng ta thấy rằng là bài này là một bài khó các bạn hãy đọc đề nào uhm. chúng ta có như sau bốn bạn Việt Nam hòa bình cùng góp tiền mua chuyện ủng hộ cho trẻ em vùng cao số tiền gọi Việt góp bằng 1 phần 2 số tiền ba bạn còn lại số tiền Nam góp bằng 1 phần 3 số tiền ba bạn còn lại Hòa góp bằng 1 phần 4 số tiền ba bạn còn lại và cuối cùng là bình góp 130.000. Thì bài này ở trên mắt X cũng như là ở tại câu lạc bộ Space thì thầy hiếu giảng rất nhiều và cho các bạn luyện tập rất nhiều những cái dạng này nên là đi thi các bạn trúng tủ bài này luôn. À, chúng ta lưu ý là trong tất cả những cái bài toán này thì chúng ta sẽ phải quy về so với một cái anh nào đó không đổi, một cái đại lượng nào đó không đổi. Nhưng ở đây chúng ta thấy nó đều thay đổi hết này. Việt bằng 1/2 số tiền ba bạn còn lại, ba bạn còn lại chính là Nam Hòa Bình đấy à, Nam thì là bằng 1 phần 3 số tiền ba bạn còn lại là Việt Hòa Bình Như vậy là nó đều không đổi Tuy nhiên là tổng số bốn bạn thì không đổi Vậy chúng ta sẽ thấy như sau Việt góp 1 phần 2 So với là Nam Hòa Và Bình Đúng không? Điều này có nghĩa là Nếu như mà Việt góp 1 phần thì cả ba bạn này sẽ góp 2 phần. Và lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là Việt uh, đã góp so với tổng của bốn bạn là 1 trên 1 cộng 2 là bằng 1/3 tổng bốn bạn. Đó và cái chỗ này là chỗ mấu chỗ mấu chốt này. Tổng của bốn bạn là đều giống nhau. Thế thì lúc này thầy sẽ thấy tương tự thầy sẽ thấy là Nam đã góp đó là một trên 1 cộng 3, nam góp 1 phần, 3 bạn còn gọi góp 3 phần, vậy tổng lúc này sẽ là 4 phần. Tức là nam góp 1 phần 4 tổng 4 bạn. Và chúng ta sẽ có hòa. Sẽ góp đó là 1 trên uh, 1 cộng 4 đúng không? Và chúng ta được là 1 phần 5 tổng 4 bạn. Ok, ok. Như vậy là Việt góp 1 phần 3, Nam góp 1 phần 4, Hòa góp 1 phần 5. Vậy còn lại là anh nào? À, còn lại là anh Bình. Anh Bình sẽ góp, nào xem nào, tổng cộng là 1. Vậy thì lấy 1 trừ 1 phần 3, trừ 1 phần 4, trừ 1 phần 5. Bây giờ thầy nhầm nào. Mẫu số chung là 60. Anh này là 20, anh này là 15, anh này là 12, như vậy là tổng là 47, 47 60 trừ 47 còn 13 phần 60 tổng. Vậy lúc này 13 phần 60 này đề bài cho là tương ứng với 130.000. Vậy chúng ta sẽ tính được ngay số tiền, tổng số tiền. Đúng không? Vậy tổng số tiền sẽ là bao nhiêu đây? Tổng số tiền 4 bạn đã góp là chúng ta sẽ lấy 130.000 chia cho 13 phần 60 và chúng ta được là cái này là bằng 600.000 như vậy là bốn bạn đã góp được tổng cộng là 600.000 đồng Ok như vậy chúng ta đã chữa xong bài số 15 Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 16. Bài số 16 là một bài liên quan đến toán chuyển động cũng khá là hay. Toán chuyển động nhá. Xe thứ nhất đi từ A đến B mất 6 giờ, xe thứ hai đi từ A đến B mất 4 giờ. Như vậy là hai xe này có vận tốc khác nhau, một anh mất 6 giờ và một anh mất 4 giờ. Lúc 6 giờ 15 xe thứ nhất đi từ A đến B. Như vậy là sau 15 phút thì à uh, sau à thì xin lỗi, sau 2 giờ thì xe thứ hai đi từ B đến A. Uhm... Mm vậy thì chỗ này phải là đi từ B đến A chứ đúng không? Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Bài toán này thì chúng ta không hề có thông tin về quãng đường, ờ, nhưng mà chúng ta có thông tin về thời gian, đúng không? Và thực chất thì bài toán này chúng ta có thể đưa về bài toán công việc. Ví dụ như là có một công việc mà anh A làm mất 6 giờ, anh B làm mất 4 giờ, anh A làm trước 2 giờ, sau đó anh B cùng làm thì hỏi là làm xong sau mấy giờ đúng không thế thì uh, thầy sẽ có thể giải quyết bài toán này bằng cách đó là thầy sẽ tính là sau 2 giờ uh, sau 2 giờ thì uh, A đã đi được là 2 chia 6 là bằng 1 phần 3 quãng đường AB vậy còn lại đó là gì nhỉ 1 trừ 1 phần 3 là bằng 2 phần 3 quãng đường AB. Đó. Thế thì đây là thầy giảng thôi. Còn trình bày chúng ta sẽ trình bày chi tiết hơn nhá Vậy thì lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là 1 giờ A đi được là AB trên 6. Thế còn 1 giờ B đi được là AB trên mấy? Trên 4. Vậy gộp lại 1 giờ hai anh này sẽ đi được là AB trên 6 cộng AB trên 4 và chúng ta nhầm chúng ta thấy mẫu số chung là 12 cái này nhân 2 cái này nhân 3 là 5 lần AB trên 12 rồi thế thì chúng ta thấy rằng thời gian để hai anh đi nốt cái phần à, uh, còn lại thì sẽ là hai lần AB trên 3 đem chia cho 5 AB trên 12 Đúng không? Và chúng ta sẽ lấy cái này là 2 phần 3 nhân với 12 phần 5. Các bạn sẽ được là 8 phần 5, tức là bằng 1,6 giờ. Vậy có nghĩa là tính từ lúc anh B đi thì thêm 1,6 giờ nữa là hai xe sẽ, sẽ gặp nhau. Vậy chúng ta sẽ có 1,6 giờ, chúng ta đổi thành là 1 giờ và 36 phút. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cộng 6 giờ 15 cộng với 2 giờ cộng 1 giờ 36 phút. Và chúng ta xem nào, chúng ta sẽ được là 9 giờ 51 phút và đây là đáp án của bài toán. Rồi đây là thầy giảng cho các bạn thôi, còn đi thi chúng ta sẽ trình bày tự luận chi tiết hơn, các bạn có thể tham khảo lời giải mà thầy ghi ở đây. À, cái file này thầy sẽ đưa lên trên MathX các bạn có thể vào x để xem thêm. Còn bây giờ thì chúng ta chào tạm biệt nhau và thầy hiếu chúc các bạn học sinh học thật tốt, ôn thi tốt. À, chúng ta có thể tham khảo các khóa học ở trên matx.vn Chúng ta có một cái khóa ôn thi vào lớp 6 Đây, rất hiệu quả Sẽ có rất nhiều những chuyên đề Có những cái bài chữa Theo từng cái trường Chữa đề thi thử, chữa đề thi các năm Rất là hiệu quả Còn bây giờ, thầy Hiếu chào tạm biệt và hẹn gặp lại